Anh thấy trong người thế nào? Vẫn thế, bác sĩ ạ. Cái này cho ra viện nhé. Dạ. Như là cho về ạ. Về nhà điều trị cho thoải mái nhé. Bác sĩ cho em hỏi. Thế là không có cách nào khác nữa. Sơ gan cổ trướng tới mức F4 rồi. Khó. Thế là hết hy vọng rồi. Cái này còn phải tùy thuộc vào ý chí và sự kiên cường của anh ấy. Về nhà uống thuốc theo đơn. Nếu chăm chỉ tập luyện, kiếm kem tốt, có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Tinh thần rất quan trọng. Nó cũng là một hiệu pháp để chữa bệnh chị ạ. Chị về động viên anh nhà, lạc quan lên nhá. Mình, thím tía sang chơi đây này. Thím sang chơi à? Mới có mấy ngày mà xuống sắc thế này à? Ôi trời ơi, tím tính, có mỗi một bát cháo mà ăn từ sáng đến giờ có hết đâu. Thuốc thì có mấy viên, nịnh nọc mãi chỉ uống được có tí thôi. Phải cố chứ. Đặt nào cũng thế, đi sớm ngày nào, vợ con nó đỡ gánh nặng ngày ấy. Anh nói thế mà nghe được à? Tôi lấy cho anh mấy thằng thuốc này, của người dân tộc vùng Ba Chẽ, tận Quảng Ninh rồi đấy, tốt lắm đấy, nhớ mà uống, thấy chưa? Đến khoa học hiện đại người ta còn trả về nữa, mấy cái thứ thuốc này. Có bệnh thì phải tư phương chứ. Phải cố mà uống đi nghe chưa? Sẽ khỏi. Nhớ rồi thím đấy. Thím về ạ. Ừ, thế thím về đấy. Vâng ạ. Đấy, nghe thấy chưa? Ôi, uống thì uống. Nhiều lời. Ơi! Hả? Đây đi luôn. Cơ hội mấy chục năm mới có một lần. Đi sao không đi? Này, bây giờ già rồi cũng xuống sắc chứ không được xinh như ngày xưa đâu. Ai được như cái chàng Ngô Gia Bách Khoa của mình. Này, đẹp nõn ra nhở. Tớ gọi lại sau nhá. Mình nhá, thuốc của mình xong rồi đấy. Mình đi đâu đây? Thuốc của mình đây. Uống đi cho nó nóng này. Ôi dồi ôi. Đúng, cái bọn cấp 3 của em mà vui tính lắm mình ạ. Chúng nó đang bàn nhau ấy là họp lớp để tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày ra trường đấy. Cứ đi. Em đùa chúng nó thế, chứ mình ốm thế này đi cái gì. Mấy chục năm mới có một lần. Tình cũ không dù cũng đến. Tôi cũng chả sống được lâu đâu mà giữ. Không muốn đi đâu thì đi nhá. Không phải chăm lo cho cái thằng này nữa. Tôi chẳng mấy trông nữa mà nằm sâu dưới ba tấc đất. Cô thì hồi xuân phơi phới như thế kia. Cô đi đi. Đi đi mà ăn bấm. Mình bỏ cái tay tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Anh. Mình đi theo em. Được rồi. Từ giờ trở đi, tất cả chỗ này là của anh đấy. Thế à? Mình ơi! Thuốc đây rồi, mình uống đi cho nóng. Xong rồi em nấu cái gì cho mà ăn. Đằng nào cũng chết, cho chết cha nó luôn đi. Anh không uống thì thôi, cứ để đấy. Tưởng chết được mà dễ đấy à? Sống mới khó kia kìa. Người ta hết lòng hết dạ mà không biết điều. Vô trách nhiệm. Anh chị Trác Khanh có nhà không? Ai đây? À, tôi thầy Hoát đây. Ôi, chào. Chào thầy ạ. Dạ, giới thiệu với thầy, đây là nhà con. Còn đây là thầy Hoát mình ạ. Chào thầy ạ. Cô châm cho tôi nén hương. Dạ vâng ạ. Ốm nặng lắm, tây y không chữa hết được đâu. Đây là thử thách của các ngài. Để tôi bấm xem nào. Giáp kỷ chi niên bính tắc thủ, canh thân chi niên nhâm dần đầu. Năm nay là năm Mậu Tý, châm của chị là tuổi Thìn. Vâng. Phát bệnh vào tháng Thân. Vâng ạ. Tam hợp điềm lành,
không có vấn đề gì cả. Này, qua cái đại nạn này ấy là phát lắm. Thế ạ? Nhá, chịu khó thuốc thang tập tành vào. Nghe cho kỹ nhá. Hết lại có. Nhân trung sâu, tướng thọ lắm. Càng ra càng khỏe. Thế bây giờ thuốc thang phải thế nào hả thầy? À, thì cứ đông tây kết hợp. Vâng. Đông qua xuân lại. Ốm không phải là khởi đầu của bệnh mà là bắt đầu của khỏe. Con người ai cũng ủ một mầm bệnh nào đó, nên khi phát bệnh là trạng thái cuối cùng của bệnh. Cho nên là sau khi ốm con người ta rất khỏe. Dạ. Thế mà nhà con cứ bi quan đấy thầy ạ. Không được bi quan. Dạ. Sống phải lạc quan yêu đời. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Tiện thể mời thầy ra xem cho con tiền trạch, xem có phạm phong thủy không thầy nhá. Ừ. Cứ yên tâm nhá. Dạ. Dạ. Con mời thầy. Tiền thổ à? Đông qua xuân lại, muốn sống phải dậy, chiến thắng hết thảy, làm cái trống đẩy, ăn bảy bát cơm. Thì dậy. Số do trời định, tướng do tâm cả, thích sống hay là chết, làm người hay rắn rết, bắt đầu chưa chấm hết, cố vượt lên cái kết, cưỡng số chỉ bê bết. Biết rồi, tôi ăn hết. Thím. Khỏe rồi đấy à? Cháu cũng đỡ hơn rồi ạ. Tất cả là tại tâm đấy. Mình cứ thoải mái lên là chả có bệnh tật nào với mình cả, nghe chưa? Này đã biết gì chưa? Dạ. Cái dự án đường cao tốc mà nó đi qua đúng nhà anh đấy. Bán quách cái ao ở cạnh đấy đi. Thì xây cái nhà thật to vào. Ở cho sướng tội gì. Thím cứ như là đi guốc trong bụng cháu ấy. Cháu cũng đang tính thế. À, thôi thím đi chợ tiếp đi ạ. À. Ừ, thì về nhá. Chào đi được à. Rồi, sướng thế này cơ chứ. Bỗng dưng cuộc đời lại như mơ thế này. À, công thầy quát đấy. Thế mà hay nhỉ. Ông nói cứ như là nói phét đấy. Ấy thế mà cái gì cũng chuẩn. Này, thế có giữ số điện thoại với lại địa chỉ của ông ấy không? Đợt này ấy, anh định đi Hà Giang một chuyến, tìm được ông ấy để làm cái lễ tạ. Có biết cơm mà ăn xong rồi ạ. À. Có biết cơm. À, rồi rồi, chúng mày đi chơi đi. Hả? Cái ông thầy hoát đấy mà. Ờ. Là thực ra cái thằng ấy nó học cùng lớp với em ấy. Sao nào cùng lớp? Thì cái đợt lớp em chuẩn bị họp lớp, em không đến họp lớp được, thế nói lý do với chúng nó, thế là mấy con ở lớp nó cử cái thằng ấy đến để thăm. Em nhớ lời dặn của bác sĩ là phải chữa bệnh tinh thần cho anh, thế là em tung luôn cái chiêu bài cuối cùng ấy ra. Hóa ra tôi bị lừa. Vợ tôi giỏi lắm.